tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau qua bao tháng ngày mơ vỡ trong này anh vui với ai rồi mà tôi đâu có đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi thôi anh hãy cười yên vui với người riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cuối đời kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu người càng níu vậy là mình chơi luôn hả? Có cần mình theo ý lập mình trình lại cái này tùy theo ví dụ đề bạc cái delay của nó đó. Thử luôn nếu mà ok rồi mình khỏi chỉnh, còn nếu mà cảm thấy muốn nó như nào nữa thì em chỉnh thêm thôi. Yes. 1 2 6 6 7 list. List 1 2 3 4 5 6 6 7 Lê. Lê 1 2 6. Chơi thì mình cứ đẩy hai cái lên. Lê 1 2 3 4 5 6 7. Thế là mặc định nó đã vậy rồi. Còn muốn chỉnh thêm vẫn chỉnh. Chỉnh thì chỉnh này ha. Monitor hả? Có thấy hướng dẫn rồi. Monitor cầm riêng đó hả ta? Hai đường riêng. Hai đường riêng muốn chơi nó phải cầm được phải không? Cầm vô bên này, đưa hai cái đường mô này. Của bên này nào vào. Tức như là mình cầm hai cái lắp nó ra, cái mềm trời riêng. Vô monitor riêng phải không? Là cho nó riêng. Cái đường mô này nó có chỉnh cái quy được riêng. Riêng thôi phải không? Quy phải. Đây. Vào nhấn cái này vào phần nào nhấn này vào cái này nó hiện ra này chú xuống phần EQ này EQ chú nhấn vào cái nó chọn à. Chú vào đây chú chọn con 1 con 2 chú nhấn cái hai đèn này nhìn hai đèn này và nó lên rồi đó hay là bây giờ nó EQ này là của hai đường này rồi muốn trả về thì lại quay sang bên master như vậy nó nhấn vô thì nó tự nhảy sang bên master này thế là về lại hai đường này à. Có thấy hướng dẫn cái này tắt tổng đã tạm thời tới tháng sinh năm năm 18 sáng trăng hoa đào phơi phới nụ cười xinh tươi này là chiếc vào vẫn còn vòng à đó à bốn là chiếc cái line này thì cái đường ram nó ở dưới này, cái này line chung nên là cái ram hơi lớn một xíu. Đúng rồi. Còn hai mấy line này ấy, thì cái ram nó hơi cứ tăng hết này là. Còn bốn em này là sao? Này cái đường mon effect 1, effect 2 này. À. Cứ tăng này lên thì nó mới có ra cái echo, cái đường mic ra cái monitor. Chơi phải đưa lên ha. Để nó chỉnh riêng cho cái đường này này. Thì mình muốn cái loa control của mình nó ít riêng, còn nếu không có này thì khỏi cũng được phải không? Đúng rồi. Không có này thì mình cứ vậy thôi. Và còn này là phải bắt buộc khỏi luôn rồi ta. Cái nhà đây nó đây phải không? Cái là effect. Effect đây. Effect 1 2. Đây. Này. Nó là của cái đường AUX 1 AUX 2. AUX 1 AUX 2 xài nó mới đưa lên ở xài thì mới xài này phải không AUX nó là ba cái đường riêng luôn nếu mình cái này mình có sử dụng cái gì cái đó thì đường gửi của cái đường nếu mà xài băng số ấy thì gửi vào hoặc là xuống đánh nhạc xuống cũng được cái này như nó chống hú rồi được không chống hú là tương đối rồi
tương đối rồi phải không? Mình phải xài anh ở trên đó thì cái gà của anh thì có, nhưng mà nó chỉ có mixer là giờ đưa lên nó 7 tiếng thôi anh xài được. Eco nó xuống nó dở phải không? Mixer nó không bình thường. Giờ muốn cái này nhưng mà nguyên cái dàn trẻ thì nó cũng có idol. Idol về nếu mà xài con này thì bỏ idol ra. Đó là nó cũng idol, không có giá trị gì phải không? Ở trên đó anh thì có xài idol cái lượt 231. Một thì để xài vô luôn cũng được. Để cái lượt mình bỏ cái đồ đi, đưa thẳng xuống lượt luôn vậy, rồi nó xuống men luôn. Vậy thôi. Lấy cái này đưa xuống lượt, lượt đưa ra men luôn, bỏ cái đồ. Thì thực chất cái này nó ra nếu mà nó chức năng nó nhiều phải không? Nếu mà cắm cái đường này nó đã đầy đủ hết chức năng nhiều em. Cái chức năng này là ok rồi. Trực tiếp xuống luôn, men luôn cái đấu. Đúng rồi thôi. Vừa mở đủ bên đây được ha. Xuống không hết. Cái này nó chưa lên xuống không. Có nát lo rồi chứ đâu cần chi nữa đâu. Cái nữa đằng kia nó bằng là gì? Có một số cái mixer á, mà cái hàng không đúng là này thì chú bạn cái ga mới hơn nữa, nó còn chưa có tiếng. Cái này đưa lên không, mà cái này đưa lên quá nữa thôi, mua về làm có gì không ấy liên hệ. Vâng, và sau khi anh khách hàng ở dưới Tây Ninh đã lên test một cái bàn mixer Dynacord CMS 1000 thì anh ấy sẽ quyết định là lấy cái con mixer này nha. Và bây giờ mình sẽ đóng gói lại và gửi để cho anh ấy. Anh ấy đã tới test rất là kỹ. Anh ấy đã cũng đã theo dõi trên YouTube điện máy Dubai của mình rất là lâu rồi và đã nghiên cứu rất lâu về dòng mixer này rồi. Thì hôm nay bác ấy đánh con ô tô tới với gia đình của anh ấy tới để test luôn cái bàn mixer này. Vâng, với cái con mixer Dynacord CMS 1000 này thì giá của bên công ty của chúng tôi đang bán là 6 triệu xin lỗi các bạn, là giá là 7.690.000 đồng, là giá là đã ưu đãi cho các anh em rồi nha, giá ưu đãi rồi nha, còn như giá gốc của nó là tới 8.500.000 nha anh em. Rồi, và giá ưu đãi nó chỉ còn là 7.690.000 đồng và thời gian bảo hành của cho con mixer này là 1 năm. Anh kỹ thuật viên đang dán cái tem bảo hành cho cái bàn mixer này. Ở trong đó là nó cái đã có đầy đủ phụ kiện rồi nha anh em, một cái sách hướng dẫn và một cái dây sạc, một dây nguồn và một cái dây rắc USB để cho chúng ta kết nối để chúng ta can thiệp vào trong cái phần mềm và mixer này. Rồi anh em quan tâm về cái bàn mixer Dynacord CMS 1000 hoặc là về những cái âm thanh thiết bị khác thì em có thể liên hệ về với cái số điện thoại 0938884126 hoặc 0909377416, hoặc anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đến là cửa hàng 393 Lý Văn Bích, phường Hiệp Tân, 393 Lý Văn Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để chúng ta trải nghiệm thực tế hơn về những cái dòng và những cái sản phẩm của bên chúng tôi đang bán nha. Vâng, xin cảm ơn. Bây giờ là cái khâu, vẫn là cái khâu rất là quan trọng. Tiền nó không mất đi đâu hết đấy, nó chỉ là từ tốn người sang tốn người kia thôi. Vâng, với cái giá mixer này là 7.690.000 đồng nha anh em, đại giá này đã ưu đãi rồi.